Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Cái phiên cà phê hôm nay là rất là quan trọng. Có nhiều cái diễn biến xảy ra rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ nhìn nó trong buổi này. Thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều khi các bạn nghĩ vì sao mọi thứ nó tốt lên nhưng mà giá cổ phiếu nó giảm. Tất cả là nó có nguyên nhân hết các bạn. Có nguyên nhân hết. Không phải là không có đâu. Không. Khi mà thị trường Trung Quốc nó giảm thì tại đây chúng ta thấy là cái OBS của Trung Quốc á, OBS thị trường chứng khoán Trung Quốc nhìn chung là nó giảm và nó gặp nhiều khó khăn. Còn ở thị trường Việt Nam chúng ta để ý, chúng ta thấy nhìn lên biểu đồ chúng ta thấy có một cái đợt tăng từ 1040 lên 1250, tăng hơn 20%. Tại cái đợt tăng này dòng tiền tăng lên rất mạnh. Cái dòng tiền này là nó tương đương với cái đại sóng. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy này. Dòng tiền mà trong cái đợt tăng từ 1040 lên 1250 rồi giảm xuống đó, cái dòng tiền khi đó nó tương đương với con đại sóng. Đại sóng mà 2020-2021 đó, nó tương đương chứ không phải ít đâu. Thì thành ra cái lúc đó đó tôi có nói nếu như dòng tiền duy trì rồi dòng tiền tăng lên thì vấn đề nó sẽ lên mạnh, Nhưng về sau này nó trong cái đoạn đó về sau mà nó tạo mô hình hai đỉnh xong, nó tạo cái mô hình hai đỉnh. Thì tất nhiên cái này ngắn hạn thôi. Nó giảm xuống. Và dòng tiền nó đột ngột nó giảm mạnh. Và dòng tiền đó nó giảm cho nó thấp cho đến bây giờ. Thì lúc trước tôi có nói cái dòng tiền này nó đi đâu. Lúc trước tôi có nói dòng tiền này đi đâu và rất không may đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi nó hồi phục mạnh, dòng tiền nó mạnh thì nhiều doanh nghiệp đói vô, gặp khó khăn. Nên người ta bán ra một cái lượng rất lớn. Và câu chuyện ở đây là bây giờ là ta bán rồng, tay bán rồng, thằng nào bán rồng mạnh hơn. Đó, là tôi nói ở đây là
là tôi nói cái quá khứ, tôi đang nói quá khứ, chưa nói tới hiện tại. Và lúc trước các bạn để ý, các bạn thấy tôi có những cái lời lẽ tôi nói về cái chuyện mà thằng cha bán phở bán cổ phiếu ra. Và cái này cũng được xem như là rồng. Ông ta nhìn ta rồng hay tay rồng. À, thì thành ra khi mà nó được đáp ứng là tình trạng no cổ phiếu. À, ví dụ như một cổ phiếu mà giao dịch mười mấy, hai mươi mấy triệu, giá tăng từ 50 lên 75, rồi sau đó nó về lại 40. Cái đoạn đó là cái dòng tiền cực lớn, số lượng cổ đông tăng lên đột biến và sau đó chìm luôn. Và trên thị trường có nhiều cổ phiếu như vậy. Và đặc biệt nhất là mấy cổ phiếu bất động sản nữa. Đó. Họ bị kẹt đạn, họ bán ra. Thì như vậy ở đây chúng ta nhìn nhận cái sự bán ròng này bằng cái ta bán ròng. Mà cái ta bán ròng này nó còn nhiều hơn tay bán ròng. Các bạn hiểu này. Trong cái giai đoạn mà tháng 7, tháng 8 thì trong cái giai đoạn đó là ghi nhận cái dòng tiền vào thị trường tăng lên rõ rệt. Nó đâu đó nó khoảng 80.000 tỷ, chứ không ít đâu. Thì nếu như cái ta bán rồng này nè, nó không xảy ra thì cho dù bây giờ cái tay bán rồng thì mà nên đến nó cũng ở mức cao, nó không có ở cái mức thấp như thế này đâu, không thôi. Thành ra chúng ta nhìn nhận thị trường dưới góc độ như vậy, bản chất nó như vậy. Và cái bản chất đó nó thể hiện lên cái dòng tiền. Và chúng ta thấy này, cái dòng tiền là cái dòng tiền mà cái đoạn mà lên 1250 so với bây giờ thì cái dòng tiền bây giờ nó bằng khoảng 70%. Tại sao chỉ số xuống thấp nó hấp dẫn hơn nhưng mà dòng tiền lại thấp hơn? Đó là một cái trạng thái bị no cổ phiếu và thiếu hụt tiền. Tức là trên thị trường chứng khoán tình trạng cổ phiếu bị bán ra và nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bị no cổ phiếu và dòng tiền thiếu hụt để hấp thụ. Đó. Và gặp giai đoạn gần đây tay nó bán rồng và trong một tháng vừa qua thôi, đúng không, họ bán ròng gần cả tỷ đô đấy chứ, đâu ít đâu, hơn 20.000 tỷ đó. Và trong vài tuần trở lại đây là bán con số rất lớn. Như vậy là tình trạng no cổ phiếu nó diễn ra còn mạnh hơn. Trong cái giai đoạn này mà âm he phát hành cho cổ đông hiện hữu, tức là cái loại mà phát hành cho cổ đông hiện hữu á, còn phát hành cho đối tác rồi thì cái đó tiền bên ngoài, phát hành cho cổ đông hiện hữu thì ví dụ nói đơn giản thì cổ phiếu đó giá 20, bây giờ phát hành cho cổ đông hiện hữu giá 10 thì cái hiện hữu đó, cái nhóm mà cổ đông lớn nhất mà cũng đang trong thế khó, mà tiền đâu mà mua cái phát hành đó,
đúng không? Thì giá 20 ví dụ như có 4 có 6 triệu cổ phiếu, đúng không? Ta bán ra 2 triệu. Giá gấp đôi giá phát hành mà. Ta bán ra 2 triệu thì ta lấy 2 triệu đó đem tiền về và ta mua được phát hành 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy là cái này gọi là bán ròng của nội không phải ngoài. Mà những cái phi vụ phát hành đó là toàn là chục nghìn tỷ, là nghìn nghìn tỷ không. Thì sắp tới một loạt công ty chứng khoán phát hành nữa. Thì dòng tiền yếu, các bạn nhìn nhận trong cái môi trường mọi thứ đều tốt mà giá cổ phiếu nó không lên, nó không lên. Và vì sao chúng ta lấy cái thước đo dòng tiền, chúng ta đo thị trường nó quan trọng, đúng không? Ở ngoài biển cả khi thủy triều rút thì tất cả các con thuyền đều xuống, đúng không? Khi triều lên tất cả các con thuyền đều lên và tiền quy nó được ví giống như là dòng nước như thế, dòng tiền được ví như dòng nước như thế. Thì thành ra không có gì là không có nguyên nhân cả. Và thị trường chứng khoán Việt Nam, cái dòng tiền từ đầu năm mà tới tháng 8, tháng 9 là dòng tiền đổ vào khá mạnh. Khá mạnh. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi đó, cái này tôi nói hoàn toàn cá nhân thôi, là dòng tiền vào khoảng 80.000 tỷ. Nhưng về sau cái dòng tiền nó bị nhiều doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp ta bán cổ phiếu ra để ta giải quyết vấn đề khác. Chưa nói tới cái chuyện đâu đó các bạn nghe doanh nghiệp người ta đánh lên để lấy ít tiền. Nó kiểu kiểu giống như cái ATM. Tôi nói các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cái chưa thật sự nó rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp thì làm ăn thì không ra gì, nhưng mà suốt ngày cứ ngâm nhè đánh đấm cổ phiếu trên sàn, tức là kiếm tiền từ cổ đông của mình. Như thế thì thảm họa, đúng không? Nhưng mà nó vẫn xảy ra bình thường đó, đã hiểu như thế. Đó là tôi nói sau chuỗi lại vấn đề mà dòng tiền hiện nay yếu, mọi thứ tin tức tốt, điều kiện lãi suất tốt mà thị trường chứng khoán giảm. Đó là trong cái đợt trước nội bán ròng mới cực khủng và bây giờ nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Và dòng tiền như hiện nay, dòng tiền như hiện nay là biểu hiện của tình trạng no cổ phiếu. Dòng tiền thiếu hụt để hấp thụ cổ phiếu. À, bây giờ giả sử, đúng không? Phần còn lại của tháng 12 mà nhà đầu tư nước ngoài mà cứ bán như thế này, mà cứ 500-700 nghìn tỷ phiên như thế này mà dứt từ đây tới cuối năm thì thị trường chịu không nổi, tại vì tiền hấp thụ chịu không nổi. À, lúc này nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn khác. Nếu như dòng tiền mà hấp thụ này nó hụt hẫng đi, nó hụt thiếu hụt đi, thì nó chuyển sang cái 80% cái lượng nhà đầu tư trên thị trường mà quay sang bán ròng cùng với nước ngoài nữa, thì nó chuyển sang cái giai đoạn call margin for sell bất cứ lúc nào. Vấn đề không phải là tin tức tốt nữa, mà vấn đề là dòng tiền hiện nay bị no cổ phiếu. Đó mới là vấn đề. Thì thành ra những phiên trước tôi nói các bạn là chân trong chân ngoài thôi, và không nên dùng margin. Không nên dùng margin. Dùng margin với cái tình trạng như thế này nó cũng nguy hiểm, không? An toàn là trên hết. Và không có loại trừ thị trường bị bể margin.
Và cái no cổ phiếu này này cũng đồng nghĩa với cái margin nó đang căng. Nó đang căng. Đó, chúng ta nên hiểu ở cái khía cạnh như thế về dòng tiền yếu. Đó. Dòng tiền yếu trong hoàn cảnh như thế này thì rủi ro nó tăng lên thôi. Và các bạn đầu tư đầu cơ cổ phiếu, các bạn lúc này các bạn full margin all in gì đó. Cái chuột các bạn cầm, cái chuột các bạn ra lệnh, ra lệnh cái chuột các bạn bấm, bạn mua, bạn sử dụng margin mà. Điều đó tự chơi tự chịu. Ngoài ra các bạn, ngoài ra tôi nói, tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như con MWG, tay nó bắn rồng. Do cái quá trình tăng trưởng của nó bị gặp vấn đề. Và do thị trường nó bạo hòa. Do cái bản thân động lực tăng trưởng của MWG gặp nhiều khó khăn. Nên nhà đầu tư nước ngoài nó bán. Thì nhà đầu tư nước ngoài bán rồng MWG mà không phải bán sang những cái tổ chức đầu tư, mà bán sang những cái người đầu cơ ngắn hạn. À, tức là các bạn thấy MWG nó xuống rẻ, các bạn vào, các bạn T3, T5, T7 hay gì đó, các bạn cứ như thế. Chứ không phải một cái tổ chức đầu tư khác hấp thụ cái lượng MWG đó. Đúng không? Nên là nó giống như cái chuyện là tôi thấy MWG giảm mà tôi lao vô tôi mua một tí rồi ăn thua gì không biết, rồi rồi T3, T5, T7 gì đó tôi bán qua cái thằng khác, thằng khác là cầm cái đó truyền nhau, các tức là các cái nhà đầu tư đầu cơ trên thị trường họ truyền cho nhau. Cái kiểu như thế này nó cũng là một cái dạng nó hút bớt tiền trên thị trường, hút những nhà đầu cơ mà đó, thì nó hút bớt tiền trên thị trường đi. Và cái chuyện này nó diễn ra khá trên khá nhiều cổ phiếu. Đó. Đó. Trên khá nhiều cổ phiếu. Đó. Có một cái điểm lưu ý quan trọng đó là trong năm 2023 này cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó suy giảm. Nó suy giảm. Khả năng là suy giảm. Đó. Đó cũng là một cái tiêu chí mà cái định giá thị trường nó cao hơn. Nó cao hơn. Đã thấy cái điều đó được. À. Rồi nhà đầu tư nước ngoài trong cái bối cảnh họ rút vốn mạnh như thế này thì cái áp lực đó nó rất lớn. À, rất lớn. Chúng ta biết nhà đầu tư nước ngoài thì hiện nay thì ví dụ như chiếm 10% tổng vốn hóa thì cũng mấy trăm nghìn tỷ đó. Họ chỉ cần bán ra vài chục nghìn tỷ thì chúng ta ná thở rồi. Bởi vì tiền trên thị trường chứng khoán, tiền tươi nó không có nhiều. Thì nó buộc phải giảm giá xuống để kích thích dòng tiền vào. Chúng ta hiểu bản chất thị trường nó như vậy. Ngoài ra như ví dụ như nhóm cổ phiếu Vin đi. Đến nay thì họ cũng bán rồng mấy nghìn tỷ, chưa nói nội rồng. Đó. Thì tiền đó những nhà đầu cơ người ta hấp thụ. Người ta hấp thụ. Thì nó giống như cục than nó truyền họ cho nhau. Không thể hiểu như thế. Đó. Thì thành ra chúng ta thấy dòng tiền nó ăn không được các cổ phiếu khác. Cái dạo gần đây quay qua Penny tăng. Quay qua đánh Penny hút dòng tiền. Đúng không? Chúng ta thấy cái lợi nhuận nó tăng nữa. À, cái lợi nhuận nó suy giảm nữa cũng là một nguyên nhân. Nhiều khi mình nghĩ mọi thứ tin tức tốt mà tại sao thị trường mãi không qua được ngàn mốt. Và cái cứ điểm ngàn mốt từ đầu năm tới giờ nó gãy 7-8 lần. Và tôi chỉ tiếc ở chỗ này nè. Cái dòng tiền nó đã duy trì tốt từ tháng 6 cho đến tháng 9. Dòng tiền rất tốt. Dòng tiền lúc đó rất tốt. Đó.
Mà tại sao không, dòng tiền lúc đó rất tốt mà tại sao nó mất đi một cách rất là bất thường như vậy? Đó, là nguyên nhân là như thế. Mà ngay từ lúc đó đó tôi cũng đã nói như vậy rồi. Ngoài ra chúng ta thấy cấu trúc trong chỉ số và nền đất chúng ta đó, cấu trúc trong chỉ số và nền đất của chúng ta không? Là nhóm tài chính và bất động sản thì gần như nó ăn đứt hết cái vốn hóa thị trường, đúng không? Tức là trên thị trường chứng khoán chúng ta, nhóm bất động sản, nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn, thật bất thường so với các nước. Lại ví dụ như chỉ số S&P 500 của Mỹ đó, không? Nhóm ngân hàng nó chiếm đâu đó 3%, nhóm bất động sản nó chiếm 2.5% trong S&P 500 đó. Chứ, chứ trong cái VN Index của chúng ta đó, nhóm ngân hàng chiếm 37%, nhóm bất động sản chiếm 16%. Là tổng tổng nhóm tài chính bất động sản chiếm 6 mấy% rồi. Đó, mà ngay cả như là Trung Quốc đi, đó, nó không chiếm bao nhiêu đó. Hay gần chúng ta nhất là Thái Lan nè, là nhóm ngân hàng với bất động sản nó chiếm khoảng 18% thôi. Đó. Mà chúng ta 50 mấy%, cao bất thường. Đó. Tức là cái nền kinh tế của chúng ta phản ánh vào chỉ số nó quá ít cái công ty, ví dụ công ty công nghệ, công ty sản xuất, nó quá ít, nó quá bé. À, những cái công ty sản xuất thì người ta không có niêm yết. Người ta không có niêm yết, ví dụ như công ty Trường Hải, ô tô Trường Hải đâu vậy đó, người ta không có niêm yết. Cái tỷ lệ của các công ty sản xuất hay công nghệ nó thấp quá, và chủ yếu là nhóm tài chính và nhóm bất động sản. Đó. Mà gần đây thì cộng đồng mạng, media, truyền thông luôn luôn nói xấu nhóm ngân hàng, đúng không? Nhưng mà thật ra chúng ta nhìn lại cái cơ cấu lợi nhuận á, cơ cấu lợi nhuận sau thuế trên thị trường á, thì cái nhóm ngân hàng vẫn là cái nhóm có cái tỷ suất sinh lời. Tỷ suất sinh lời giống về tổng lợi nhuận ha, tỷ suất sinh lời nhóm ngân hàng vẫn cao nhất, và cái nhóm bất động sản là đứng hàng chót. À, nhưng mà dòng tiền thì tập trung vào nhóm tài chính và nhóm bất động sản. Trong khi cái định giá của nó là cao nhất, cao thất thường so với các nước. À, cũng cũng có thể vì cái điều này mà nhà đầu tư nước ngoài nó thấy nó mất hấp dẫn đi, là rút vốn. Cũng có thể như vậy. Thành ra không có gì là không có nguyên nhân cả. Đó. Cái vấn đề ở đây là gì? Chính phủ, hay là nói cách khác là Bộ Tài chính, thúc đẩy thêm các cái doanh nghiệp niêm yết lên sàn, rộng rãi các cái công ty sản xuất, đó, mở rộng thị trường ra để cho nhà đầu tư có nhiều chọn lựa hơn đó. Chứ bây giờ cứ coi sống là bất động sản chứng khoán thế thôi. Cứ coi sống là bất động sản chứng khoán. Mà chúng ta nhìn nhận lại đó, trong cái cơ cấu lợi nhuận 2022, 2023 chẳng hạn, thì trong cái cơ cấu lợi nhuận 2023 này, nhóm bất động sản lợi nhuận nó đứng bét.
đứng hàng chót luôn, gần như không có lợi nhuận bao nhiêu hết, không có lợi. Với nhìn lại nhiều khi nhóm chứng khoán nó cũng có lợi nhuận, mặc dù định giá nó rất cao nhưng mà lợi nhuận nó không có dương dương tốt đó, nó thấy như thế. Và mọi người đều đều đầu cơ, đều đầu cơ. Và ví dụ như giờ cổ phiếu của tôi trị giá có 10 ngàn, mấy anh đầu cơ lên 30 ngàn thì tôi bán chứ. Tôi bán chứ, mấy ông kéo đi đâu kéo cho tôi bán. Tôi là ví dụ như nhóm này, mấy thằng cha bán phở nó nhiều cổ phiếu nhất, các bạn đầu cơ nó lên cao người ta bán ra, ta bán ra người ta kiếm lời. Có nhiều ông chủ nói bán ra kiếm 1.500 tỷ chạy dự án tiếp thì nói như thế thôi, chứ tôi có nghe đó, nói như thế thôi thì nhà đầu tư nhảy vào thì ôm cục than thôi, cục than thôi. Và cái điển hình như 1.250 họ bán ra ồ ạt, các bạn biết đâu. Các bạn biết đâu. Cho tôi là thì có nguyên tắc, khi mà giá cao thất thường thì thôi, ai ăn được ăn đó. Ai ăn được ăn, nhìn như thế đó. Đầu tư đầu cơ gì cũng có cái bộ quy tắc là như vậy. Thì thành ra thị trường á các bạn, thị trường á, và nên đấy mà nó giảm 4 cây liên tiếp, 4 cái nến liên tiếp như thế này là thất thường về dòng tiền. À, phục hồi không nổi, thất thường về dòng tiền và tình trạng no cổ phiếu rất rõ. À, no cổ phiếu rất rõ. Và bây giờ cái vấn đề margin là quan trọng. Đó. Chúng ta nhiều khi các bạn cứ hay nói nhà tạo lập đồ này kia, nhà tạo lập hay là những cái thằng cha bán phở đó, đó. Ngồi nhóm họp lại mè mè bán ra một lượng cổ phiếu thì lúc này nó khác, nó khác lắm. Thì thành ra không, khi đầu tư hay đầu cơ không, tôi nói các bạn chết là vì margin. Tôi đầu tư về cơ bản là tôi không sử dụng margin. Những cái trường hợp à, những cái trường hợp quan trọng và có cái bộ tiêu chí sử dụng margin thì mới sống sót được. Không tin các bạn cứ đánh suốt ngày cứ all in. Tôi thấy nhà đầu tư là cứ suốt ngày all in. Tôi gặp 10 người là hết 9 người 9. Hết 4 số 9, 9,99 là margin. Là margin. Con ngày nó không tái được đâu. Mà nó chín thấu luôn chứ không chín thải. Do các bạn thôi chứ không do ai, là lệnh các bạn tự đặt mà. Và cái trạng thái thị trường như bây giờ nếu nó hồi phục thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu nó tiếp tục yếu, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh là một cái trạng thái vô cùng rủi ro, vô cùng rủi ro. Và cái rủi ro ở đây là gì? Cái rủi ro ở đây chính là margin. Tôi nói thiệt, cái thị trường chứng khoán Việt Nam tôi rất sợ nó vỡ margin. Nó vỡ margin. Mà nó mở margin thì nó bán bất chấp. Đó. Và chúng ta thấy này, cái điểm số 1030. Đúng không? Mà bây giờ là 10 là 90. À 1130, 1090. Đó. Chỉ cần thị trường nó
hút dòng tiền và nó rơi xuống một cái mức chừng 15, 10, 15 điểm nữa thôi là nó côn diện rộng. Giống như chúng ta thấy đó, trong 4 phiên gần nhất, nếu các bạn trừ đi thỏa thuận, trừ đi ETF cơ cấu trừ đi thỏa thuận, trừ đi ETF cơ cấu, thì cái dòng tiền trong 3 phiên gần đây là cực kỳ yếu, cực kỳ yếu. Mà có nhiều cổ phiếu nó ở cái trạng thái rất no cổ phiếu à. Tôi ví dụ, tôi không có nói tên cổ phiếu đâu, nhưng mà tôi coi vài cổ phiếu, đó, ta thấy những cái cổ phiếu mà bị bán ròng mạnh, đúng không? Tiền hấp thụ là tiền đầu cơ, và nhà đầu cơ họ truyền cho nhau, và khi hồi phục lên nó sẽ gãy trở lại, không ai đỡ nổi đâu, không ai đỡ nổi đâu. Các bạn vào những cổ phiếu đó các bạn sẽ thấy à. Vấn đề cổ phiếu nó nhạy cảm, tôi không thích nói đó. Và chúng ta thấy cái cổ phiếu nó bị bán ròng lâu nay này ha, nó bán ròng rất mạnh à, bán ròng nhiều, giảm 40%. Sau khi giảm 40% nó hồi phục lên này. Nó hồi phục lên, nó giảm trở lại gần bằng cái đáy cũ. Không? Cái đáy này gần bằng đó, bằng bằng cái đáy cũ. Và nó hồi lên là cái đỉnh hồi đó nó thấp hơn cái đỉnh cũ là gì? No cổ phiếu. Và cái đỉnh tiếp theo chưa bằng cái đỉnh cũ gần nhất nữa, bắt đầu nó gãy trở lại, là tình trạng no cổ phiếu, no cổ phiếu. Và nhiều cái cổ phiếu nó lũng đáy so với 1020 luôn, là tình trạng dòng tiền suy giảm trên cái cổ phiếu đó. Và thường những cái cổ phiếu dòng tiền suy giảm này nè, mà nó tiếp tục suy giảm thì nó sẽ tiếp tục rồi tiếp tục rồi. Thành ra nhiều khi các bạn lên mạng các bạn cứ nói tôi nói như thế hoài cả làng, ý là nói sâu dòng tiền là chúng ta phải đo trong một giai đoạn, và khi chúng ta đo trong một giai đoạn đó là chúng ta chấp nhận cái sự mất mát hoặc là sự thắng lợi trước trong đó, chứ đâu có đơn giản đâu các bạn, không hề đơn giản đâu. Và trên nhiều cổ phiếu dòng tiền suy giảm rất mạnh. Mà chúng ta thấy này, ngay cả cái nhóm bất động sản dòng tiền cũng suy giảm mạnh. Thì thử hỏi bây giờ muốn vượt cái đỉnh cũ, đúng không? Muốn vượt cái đỉnh cũ thì dòng tiền nó phải tương đương với ở dòng tiền ở cái đỉnh đó thì nó mới vượt được, đúng không? Chứ không có dòng tiền, không có dòng tiền lên là bạn, các bạn cứ để ý thấy, cứ lên là bị tạt, cứ lên là bị tạt, không? Đó. Nhìn chung á các bạn, ngày hôm nay mình bị nhạy cảm cái gì đó ha. À, nhìn chung á các bạn, trong bối cảnh thị trường như thế này, các bạn để ý hai điều, ba điều nhé, ba điều ha. Các bạn để ý ba điều. Thứ nhất, quan trọng nhất là dòng tiền có dấu hiệu no cổ phiếu không? Cần dòng tiền nó tăng lên.
Thứ hai là các bạn cần thấy dòng tiền tăng lên thì mới được. Cái thứ ba tức là gì? Ở đây các bạn thấy nếu dòng tiền suy yếu, tình trạng no cổ phiếu tăng lên thì các bạn để ý cái này. Và trong trường hợp nó tốt thì dòng tiền nó phải tăng lên. Ví dụ nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán, cái lực nó mạnh lên chẳng hạn. Và cái thứ ba các bạn để ý, coi chừng nó bị margin. Và khi margin mà tác động đến thị trường là nó tác động kép. Tác động kép. Đó các bạn để ý. Thành ra những cái điều mà tôi giải thích ở đây đó, trong cái phiên cà phê buổi sáng hôm nay đó, là nó cực kỳ đúng đắn. Nó không có gì sai cả. Và chúng ta hiểu rõ như đó để có cái sự chuẩn bị, đúng không? Và có cái sự thận trọng nhất định, chuẩn bị nhất định đó. Chứ không phải là bạ đâu, all in full margin đó đâu. Không phải như vậy. Chúng ta đầu tư chúng ta phải có phương pháp như thế, đúng không? Đó, các bạn nên mua cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu. Các bạn lên Shopee, các bạn search tầm soát cổ phiếu. Cái môn học viện cổ phiếu bán đó, giá 400 ngàn. Thì sách lậu người ta bán có 100 mấy, 200 ngàn gì đó. Các bạn mua sách ở học viện thì nó tới 400 ngàn. Sách có giấy phép 400 ngàn. Còn mà sách lậu nó có 200 đó. Về các bạn nghiên cứu thực hành, dần 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 cái năng lực của mình nó tăng lên. Thế thôi, đầu tư như thế. Có bao nhiêu nhà đầu tư có đủ năng lực mà. Thị trường hiện nay là như vậy các bạn. Cái giai đoạn này khó khăn, trong giai đoạn này có thể là nó kéo dài đến hết năm nay hoặc là đến Tết. Đó, có trường hợp như thế. Mà tôi nghĩ là muộn lắm thì vào tháng 2 năm sau. Tháng 2 năm sau sẽ ok. Muộn nhất. Và từ đây tới đó thì trường có thể nó tạo được cái đáy chẳng hạn. Từ đây tới đó thì trường tạo cái đáy chẳng hạn. Mà nếu như nó có cái đợt mà call margin, đúng không? Nếu như nó có cái đợt call margin thì là đó là cái điểm tốt để vào hàng bắt đáy. Nó tương đối an toàn. Tôi rất lo ngại cái nhà đầu tư nước ngoài họ bán ròng. Họ bán như hiện nay đó, bán quá mạnh và liên tục. Tiền ở đâu trên thị trường chứng khoán hấp thụ, đúng không? Tiền đâu hấp thụ. Và cái bán ròng nó cũng chưa là gì, nhưng mà cái thể hiện cái sức hấp thụ trên thị trường suy giảm mạnh thì cái đó mới là lo ngại đó. Nên nó mong manh là vậy đó. Thị trường nó thay đổi nhanh đó. 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 Các bạn lưu ý và mình có cái sự chuẩn bị trước. Hiện nay là nó không có gì là bất ngờ cả. Đó, chúng ta nhìn như thế. Ra nhiều khi mình nói tại sao thị trường có những thông tin tốt như thế này mà nó không lên được, thì thị trường nó đang gặp một cái sự kiện trực tiếp, đó là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Nếu như không có cái nhà đầu tư nước ngoài bán ròng này thì bữa giờ thị trường nó cũng mạnh chứ không yếu đâu, đúng không? Họ bán ròng quá mạnh đó. Rồi, chương trình cà phê hôm nay
tới đây thôi cả nhà ha. Nói chung có gì cần nói thì nói hết rồi. Với cái mục tiêu là nâng cao năng lực của nhà đầu tư, còn chuyện cổ phiếu nào đó hay cái gì là không liên quan, bỏ đi ha. Đó. Các bạn với một cái mong muốn các bạn có cái năng lực đầu tư ngày càng cao, cộng đồng đầu tư Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái cộng đồng đầu tư đẳng cấp, năng lực cao, không thua gì phương Tây. Tội gì nó không là người, chúng ta không là người, chúng ta nhất quyết không thua. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn đầu tư thành công.